Của nhà ông hả? À, của các bạn. Của các bạn của ông. Của chú này. Chào anh. Ok, thôi được rồi. Ok, hết dịch xong rồi em mới chụp anh Nam xuống nhé. Đằng nào em với anh Nam có học thì nó luôn một buổi nhé. Alo. Anh này, anh bay con này không? Dạ. Lâu lắm không bay, không sợ, không ấy được. Bây giờ em đang đặt chế độ như nào? Thôi tốt nhất từ từ. Không được. Tốt nhất là cứ từ từ, không anh làm phát là tan luôn đấy. Đúng luôn. Alo. Anh ơi. Mấy trăm triệu thôi, mấy chục. Bác bay về đâu à? Mấy chục triệu đấy con. Bác có tên như tôi không? Bác